Nano curcumin, tinh nghệ nano có nhiều trong nghệ vàng, đã được sử dụng rộng rãi tại các nước trên thế giới và tại Việt Nam trong hỗ trợ điều trị bệnh mãn tính như dạ dày, đại tràng, mỡ máu. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng cho thấy curcumin có tác dụng rất tích cực trong phòng và điều trị bệnh ung thư, bệnh viêm khớp, tim mạch và các bệnh liên quan đến thần kinh. Vừa qua, Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo Nano Curcumin 95% tinh khiết chiết xuất từ củ nghệ vàng, với sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà sáng chế, các chuyên gia trong lĩnh vực y tế. Việc nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các nhà sáng chế của tỉnh Bắc Cạn lần đầu tiên nghiên cứu ra curcumin tinh khiết lên tới 95% là một thành công rất có ý nghĩa trong việc nâng cao hiệu quả chế phẩm có chứa curcumin đối với sức khỏe con người. Thank you.